Chào cả nhà yêu Lan, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2023. Mời mọi người đến với phiên trưa của Kim Phụng Hoa Lan Lâm Đồng. Ngày mới thì cũng chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và sưu tầm được nhiều cái giống lan mới nhé. Phiên trưa ngày hôm nay thì cũng là ngày 26 rồi, nó cận kề ngày lễ rồi. Nên là em vẫn nhắc lại một điều là mọi người mua hàng mà xác định mà ở nhà mà nhận được thì chúng ta bảo em gửi hàng nhé. Còn nếu mà mình ưng ý cái đó quá mà mình mất đi chơi thì mọi người cứ chốt để đó rồi qua lễ em gửi nhé. Qua lễ thì mùng 2 mới gửi lại được nhé cả nhà. Đấy, lưu ý giùm em là tầm mùng 2, bởi vì 30 với mùng 1 thì người ta nghỉ rồi. Nên là chắc qua đầu tuần sau á là mới gửi được. Đó. Và em vẫn nhắc lại cái phương thức bán hàng bên em đó là hình thức quay video như này, thì các bác vui lòng chốt theo số điện thoại trên tiêu đề giúp em qua Zalo, tin nhắn hoặc là gọi điện trực tiếp đều được. Đó, mọi người cứ thích cái nào thì mọi người nhắn qua cho em là được. Zalo em là đã đầy rồi nên là không thể nào mà kết bạn được nữa nha. Không cần kết bạn, mọi người vẫn nhắn bình thường bởi vì em không có chặn người lạ. Rồi, cái điều thứ hai nữa là hàng bên em thì chưa bao gồm tiền vận chuyển, tức là tiền ship đó. Đó, ship rẻ nhất thì nó rơi vào tầm 25.000, còn đâu là nó sẽ rơi vào tầm 40.000 tùy theo từng khu vực á. Đối với đơn hàng bình thường thì nó đi cũng khá là nhanh, còn nếu có trục trặc gì đó thì nó đi tầm 5 ngày, 7 ngày, thì khi đó mọi người cứ nhắn cho em để kiểm tra đơn nhé. Có những trường hợp nó đi lạc là bình thường nên là mọi người cứ thông cảm, và trước khi nhận hàng thì mọi người vui lòng kiểm tra quay video lại với shipper nhé để xem tình trạng cây như thế nào giúp em. Rồi, đó là một số cái điều cơ bản dành cho những bác mới biết đến kênh em. Lúc nào em cũng phải thông báo lại như vậy, bởi vì mỗi ngày luôn luôn có khách mới nên những khách cũ mà chúng ta xem, chúng ta nghe thấy quen quá thì chúng ta vui lòng lướt qua nha. Xem đến đoạn sau video giúp em nha. Trước mặt mọi người là năm bông hồng minh châu nhá. Đó, một cái viên ngọc sáng ở trong làng hồng nha cả nhà. Hồng minh châu. Bông hồng minh châu này là bông em được phân tích từ năm ngoái rồi chứ không phải là năm nay. Nhưng mà hôm nay có một cái cây hoa nở rất là đẹp thì quay cho mọi người xem và nói đôi điều lại về minh châu. Minh châu thì đặt theo tên của người con gái của cái người mà sổ ra bông này nhé mọi người. Đó, bông hồng minh châu này này. Và mọi người thấy cái sắc hồng của nó rất là đẹp nhá. Khuôn to rất là tròn trịa nha. Đấy, khuôn to cực kỳ là tròn luôn. Đôi mắt hồng xước nhỏ gọn không có lem. Và mũi hồng minh châu là mũi tím nha. Đó, cái này là cây mũi tím. Mũi nó tím rất là đậm như vậy, nhưng mà cái mũi mọi người nhìn nó cũng rất là bóng sáng nhá, nó không có hề xấu. Và cái tông màu hồng của cánh thì cũng phải nói là một tông màu hồng rất là đạt chuẩn như vậy nhá. Đấy, tông hồng của cánh bông này quay đúng hướng nắng này, mọi người thấy cây đẹp không? Hoa rất đẹp nha, hoa phải nói chắc chi là đẹp. Đấy, hai bông nở này, bông dưới này nó mới hé thôi, ngày mai nó mới căng nhé cả nhà. Bông này thì ngày mai mới căng, nhưng mà mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp đúng không? Một cái khuôn bông nói chung là rất là xuất sắc nha, không hề xấu. Minh Châu nhà em cũng nở nhiều rồi, nhưng mà em thấy đúng, mỗi lần bông nở lại là nó một kiểu đẹp khác nhau. Có lúc nó nở nó chỉ bói thôi, nhưng mà cánh bóng sáp bay. Còn có lúc nó nở nó sẽ căng hết như này, và nó cũng đạt được cái độ nở, độ căng tràn. Và đặc biệt là nở có nắng nữa thì bông hoa nó sẽ bay đẹp lắm ạ. À, mùa này mùa hoa rồi nên là hầu như cái video ngày nào em cũng có hoa như này cho mọi người ngắm hết nha. Hôm nay là hồng minh châu, bạch quốc dân, hôm qua là mỹ nhân, rồi hồng hồng hạc, nói chung rất là nhiều cái cây để mình ngắm. Và riêng cái chậu này thì bông nó rất là to như này, bởi vì nó nằm trên một cái chậu to mà mọi người, hai thân hoa mà nở mới có hai bông nè, còn đâu là sơn ki nè. Hầu như những giống này nó rất là khỏe. Minh châu cũng là một trong những giống cực kỳ là khỏe, xiên ki xiên hoa. À, mọi người thấy chậu này nó to như này không? Chậu cực kỳ lớn này. Chậu này thì 1,5 triệu lận nha. Như chậu này nó to. À, chậu này tới 4 bông gốc như thế này này. À, bông gốc trên này nó dài, nó đang đi rất là lực như vậy. Và hai thân hoa, trên hai thân hoa đó còn sưng rất là nhiều ki nữa nha. À, trên hai thân hoa này còn sưng ba la bát ngát ki luôn. Đây là giá là 1,5 triệu. Đi vào chi tiết thì em sẽ có những cái chậu nhỏ hơn để cho mọi người sưu tầm nha. Cuối cùng em bán hồng minh châu nha cả nhà. À, cây to như này nha. Đấy, Trên này em nhận 15.000. cây Trên số này em 1 nhận này, 15.000 một củ đẹp á. số 1 này đẹp thế, 150.000 này, số 1 150 này, số 2 này đó, số 2 này 200 nha, hai hai Bên trăm ở xa quá chắc em không gom. số 3 này cũng 200 Xe này, nó tốn quá. 3 200 này, 4 này, 4 cũng mập 200 này, và số 5 này 200 nha. Đấy, hồng minh châu. Nhiều quá ai không hết. Phiên hôm nay đến đây kết thúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các phiên khác nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.
Bên Châu bên này có một chậu nái to đùng này nhé cả nhà. Chậu này về mà ngắm hoa thì nó cũng to đẹp giống như cái cây hoa lúc nãy đó. Chậu này 1 triệu nha. Chậu nái bên Châu này thì 1 triệu này. Hoa nó to lắm luôn. Dành cho cái 3, 4, nói chung là 5, 6 mầm luôn. Nói chung nhiều lắm. Đây, cả lùm như thế này luôn. Chậu to tác phẩm như thế này. Hồng Minh Châu nha. Giá là 1 triệu ạ. Đó, Hồng Minh Châu. Hơi to đẹp khỏe. Bên này là em có 5 cánh trắng gấu trúc nha. Size nhỏ rất là dễ sưu tầm luôn. Chậu số 1 này 300 nha. Đấy, gấu trúc số 1 300.000 này. Số 2 này từ từ 300 này. 2, 300. Cây lên một gốc đều đẹp như này hết cả nha. Số 3 này. Đấy, chậu số 3 này 300 nha. 3, 300. Số 4 này 500. Cây to này 500.000 nha. Đấy, số 4 500. Số 5 này, cây này có kỳ nữa này, 550 nha. Số 5 này 550 ạ. Đấy, số 5 550. Số 6 này 500. Số 500. À, số 7 này 600. Cây số 7 này là 600.000 nha. Gấu trúc số 7 600. Số 8 này, số 8 này hai gốc này. Gốc này to lên rất là đẹp này, cây số 8 này. Đấy, cây này bán 1,2 triệu thôi nha cả nhà. Cây số 8 gấu này 1,2 triệu nè, bùng gốc nó lên này. Đây, thân mộc của nó này. Đấy, số 8 1,2 triệu này. Số 9 này. Số 9 này 1,5 triệu nha. Hai gốc này. Đó, dưới này hai gốc này. Trên này nó sưng rồi nè. Đó, trên này sưng nè. Này chắc có nụ rồi đó. À, nụ hay kỳ gì đó không biết. Cây số 9 này 1,5 triệu thì rẻ nè. Đó, số 9 này 1,5 triệu nè. Em không biết là sưng gì, hình như là sưng sưng kỳ á, mà sưng nhiều lắm luôn. Đấy, số 9 là 1,5 triệu nha. 9,5 triệu. Và số 10 nè. Đấy, số 10 nè. 10 này cũng cao to. Hai mầm gốc, một cây trên thân. Dài tới phải 50 cm nha. Đấy, cái số 10 này 2 triệu nha cả nhà. Thì đó là gấu trúc nha. Đó, cây to đến cây nhỏ. Mọi người thích sưu tầm size nào thì báo em. Bên này em có HPR nha. Cây đẹp khỏe, mập như thế này. Đó, chậu số 1 nè. Đó, ba nụ to đẹp như này. HPR số 1 này 600.000 nha cả nhà. Đó, cây này mặt hoa gọi là rất đẹp luôn, mơ màng, khuôn tròn tuyết lưỡi, cánh trắng tinh, mũi trắng tinh tươm luôn. Đó, chậu số 1 600, thân hoa đây đang có nụ luôn nha cả nhà. Số 1 600.000. Cây số 2 này 500 nè. Cây này nó có một nụ thôi, mầm gốc nó nhỏ hơn cây số 1 nha. Số 2 500. Số 3 này tương tự 600 nè. Này số 3 600 nè, hoa đây. Đấy, chậu số 3 này 600. Và chậu số 4 này 700. Chậu này thì một nụ đang sưng tự nhiên và đang lên rất là nhiều, mầm gốc khá là to luôn. Đấy, số 4 700.000 nha. À, 4 chậu HPR nha cả nhà. HPR. Tiếp theo là em có hồng bồng lai nha cả nhà. Đây, bồng lai nè. Cây số 1 400 nè. Chưa lên mầm gốc nha. Số 1 400. Số 2 mọc hai mầm gốc rất là khỏe như này rồi. Đấy, số 2 500.000 nha. Chậu số 2 này 500. Số 3 này tương tự cũng 500 nha. Đây 3 500 này. 4 này 4 500 này. Thân già mầm gốc đây 4 500. Số 5 này cũng 500. 5 500 này. Đấy 6 này 500. Đây 6 500. Và số 7 cũng 500.000 luôn. Đây là bồng lai nha mọi người. Đấy, đây là cây hồng bồng lai. Hoa mang sắc tố hồng cũng rất là đẹp. Đấy, 7 cây. Bên này là 5 cánh trắng Nha Trang ạ. Chậu số 1 này, 200.000. Đây, lên mầm gốc như này rồi nha cả nhà. À, đây là thân hoa của nó. Thân này khá là ốm nha. Đó, Nha Trang số 1, 200. Chậu số 2, chậu này to nha. Đó, chậu số 2. À, một thân này, hai thân này. À, 700.000 nha. Số 2 tới 4 thân là 700.000 ạ. Dành cho chậu này. Hai thân già với lại hai mầm gốc. Số 2 700. Số 3 này. 3 này nhiều kỳ lắm luôn. 3 này 600 nha. 3 cái kỳ này. Nhưng mà chưa có lên mầm gốc nha cả nhà. Chậu số 3 này 600.000 nè, Nha Trang. Đó, số 3 600. Số 4 này tương tự cũng 600 nè. Cái số 4 này 600. Kỳ là mầm gốc như này, dành cho mấy chậu nái to nha. 4 600. Cây số 5 này cũng 600 luôn. À, kỳ này, mùng gốc.
Đó, Nha Trang số 5, 600 nghìn. Đó, em có 5 chậu Nha Trang nhé, toàn là cây to hết như này. Có chậu đầu tiên là cây nhỏ đó. Hôm nay có một cây bưởi quốc dân của khách nở nữa nè cả nhà. Cái này khách mua gửi lại nhé, nó có một nụ mà nó nở nè. Đẹp quá trời đất luôn, em đang quay ngoài nắng nha. Nắng gọi là chói chang luôn. Đang để ở một cái góc có nắng, ở trong vẫn là ở trong vàng. Nè, nắng ghê lắm, nhưng mà bông nói chung là rất là đẹp nha. Nó đang căng, nó bay tít thà lò đó, cánh nó căng bóng sáp nha. Về quốc dân vẫn là một cái cây bệt, nói chung là rất là ổn định để chơi nhé cả nhà. Nè, góc nghiêng này. Đẹp không? Siêu đẹp nha. Đậm gì đâu mà đậm luôn. Đó, chậu này thì nó toàn kỳ không, chậu này khách lấy rồi. Đó, mà nó ra bông bao la bát ngát luôn. Em có mấy chậu nhỏ nha, cho mọi người sưu tầm. Khuôn nhìn đẹp lắm luôn, đỏ rực rỡ trong nắng như này. Bệt quốc dân số 1 này, lấy mông gốc nè. Rồi, trên này thân nó bắt đầu sưng nè. 200 nghìn nha. Chậu số 1 này 200 ạ. Chậu số 2 này 150 nha. Số 2 150. Số 3 này tương tự 150 này. Số 3 150. Và số 4 này 250. Cây này đang sưng nụ này nha. Rồi có lên một gốc này. Đấy, số 4 là 250 nghìn. Em có 4 chậu như thế này thôi nha cả nha. Đó, về quốc dân. Cuối cùng là em bán Nhật Hạ nha cả nha. Chậu số 1 này 350 nha. Nhật Hạ số 1 cây to đẹp này 350 nghìn. Số 2 này 300. Số 2 300. Số 3 này 350. 3 350. Số 4 này tương tự 350. Và số 5 này 400 nghìn. Đấy, đây là size Nhật Hạ nha. Size bé này vừa tiền sưu tầm. Mọi người lấy chậu lớn thì bữa sau nha. Giờ hết chậu lớn rồi. Đó, Hồng Nhật Hạ. Rồi phim hôm nay đến đây kết thúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các phiên khác ạ. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha.